ăn có lỗ này kia không? Đôi này thì đi mau khám thì bò hơn, nó đỡ flat hơn, cái này nó flat quá, cái này nó khó quá, nó không cây nó, thấy không cái độ cao của nó nè, mọi người thấy đôi giày này khám thì bò như sao, đôi dép này dễ thương nè, có khi thích đôi dép này hơn, cái đôi dép này nó hơi nó cũng ok. Màu nào đẹp, chọn màu nào đẹp. Đây là em nhé, dễ thương. Cái đó đi mo thì nó dễ thương, nó vừa có chút đế mà nó ấy á, đi cái đôi giày này thì nếu như mình muốn chiều cao á, thì nó cũng rất là comfortable, ha, nó cũng rất là thoải mái nếu mình đi bộ. Cái đôi giày này được. Lại shop được một đống đồ nữa rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ có ngày tập hợp với nó rồi. Bự quá, nặng quá à bà. Xong rồi mọi người ơi, bây giờ mình phải đi ăn, cái bụng quá đói rồi, đi hết 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Let's go to eat. Mọi người biết không, thì đi shopping ra thì ăn á, mà nhà hàng nào cũng bắt đi đợi tới 1 tiếng rưỡi, gần 2 tiếng đồng hồ mới có bàn, cho nên là buộc tình thì phải ăn ở trong chỗ food court, ở trong mall. Mà những cái đồ ăn của Thủy là nó kêu là house green, tức như là ăn tất cả là màu xanh ha, cái bowl này nè. Mọi người nhìn thấy trong đó là có chi, bơ, có tất cả mọi thứ, rau và salad, cà chua nó trộn là một cái bowl như thế này. Cái thứ hai á, cái này á là honey chicken plate, tức như là nó có chicken nè, nó có cơm giống như là cơm đậu đen nè, trộn vô với nhau, đó là một món ăn rất là tuyệt vời. Đó mọi người, cộng thêm thì uống thêm cái một cái ly pineapple. Cái này á là một ly, ly này là pineapple green tea ha. Thì rất là thích pineapple. Mà hiện tại bây giờ thì đang ngồi trên lầu rất là cao để ăn. Cái này gọi là ăn tối hay ăn chiều cũng được. Đó, mọi người nhìn cảnh bên ngoài đi. Thì ngồi trên mơ ở lầu 3 ha.
nhìn xuống dưới những cái nhà hàng rất là đẹp. Mọi người cái quay thì order đồ ăn này, thì order cái món này là Honey Chicken Place nè. Xong xuôi rồi á là phải nhìn thấy là phải không, phải đổi ý thì không muốn ăn. Xong rồi em thì nó mới thấy là có đồ ăn loại này đây. Cái này là của giống như của Đại Hàng vậy, cái mì udon của Đại Hàng mà cái tô nó rất là ngon. Cho nên là cuối cùng mua đồ xong rồi, bây giờ Thủy đã đổi món rồi, đổi cái món này cái vỏ. Bắt đầu ăn tiếp món này. Thế là thôi bây giờ mọi người cùng thưởng thức đồ ăn với Thủy nha. Thì cũng không biết món này kêu là gì, chỉ là mua đồ thôi. Với lại Thủy sẽ uống là cái tan bồ kim ti. Nó rất là ngon cái ly này. Mọi người nhìn tô mì có thể chất lượng không? Thứ nhất là cái này là mì trứng nè ha, có giá nè, có nấm nè. Thứ hai cái này là nửa trái trứng, cái này hình như là trứng muối. Cái này á mọi người biết là xì quỳ rồi đúng không? Còn cái này á là miếng cá. Còn cái này á là miếng thịt heo. Cái này á là tôm. Cái này cũng là cá mà người ta chiên lên rồi. Cái này là mực. Cái này là tôm. Cái này là nấm với lại bắp. Đó là một tô mì đầy đủ chất dinh dưỡng. Bây giờ Thủy sẽ hưởng thụ nó một cách rất là ngon lành. Ngon quá. Thiếu chút hơi cay, giờ phải đi lấy ớt bỏ vô nữa.